Quê tôi ở bên dòng sông đáy, dòng sông chở nặng bao lam lũ của những người dân quê tôi. Cuộc đời cứ trôi dạt và tôi cũng trở thành người con xa quê ấy. Những ai có thể quên được quê hương, nơi mẹ đã nuôi ta khôn lớn, nơi thuở đầu đời dạy ta biết yêu thương hờn giận. Xin gửi tấm lòng của người con xa quê về nơi miền thương nhớ. Người Hà Nam xa quê gặp nhau sao bồi hồi, với nụ cười trên môi người quê nghe tiếng đã thấy gần. Người Hà Nam quê tôi gặp nhau là thấy mừng, anh ở Duy Tiên, bạn ở huyện Lý Nhân, còn em quê chợ Bầu đêm nghe tiếng gọi đò. Người nào quê ở Thanh Liêm, người nào Kim Bàng Đội Sơn, có ai quê Bình Lục hỏi dùm tôi bạn gái xưa cùng trường. Người Hà Nam quê tôi dù ở khắp phương trời, ai thành đạt giàu sang, ai nghèo khó gian nan, đói no cùng chia sẻ thảo thơm quê tôi người Hà Nam. Hà Nam xa quê gặp nhau sao bồi hồi, với nụ cười trên môi người quê nghe tiếng đã thấy gần. Người Hà Nam quê tôi gặp nhau là thấy mừng, anh ở Duy Tiên, bạn ở huyện Lý Nhân, còn em quê chợ Bầu đêm nghe tiếng gọi đò. Người nào quê ở Thanh Liêm, người nào Kim Bàng Đội Sơn, có ai quê Bình Lục hỏi dùm tôi bạn gái xưa cùng trường. Người Hà Nam quê tôi dù ở khắp phương trời, ai thành đạt giàu sang, ai nghèo khó gian nan, đói no cùng chia sẻ thảo thơm quê tôi người Hà Nam. Người Hà Nam quê tôi dù ở khắp phương trời, ai thành đạt giàu sang, ai nghèo khó gian nan, đói no cùng chia sẻ thảo thơm quê tôi người.